Xin chào các bác đã đến với kênh Chuyên Xe Đạp, kênh chuyên đánh giá review các cái xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác một cái chiếc xe đạp có hình dáng rất là khí động học và khá là đẹp. Chiếc xe đua full carbon, bánh cối lổ bi vòng, nguyên bản tất cả của Java. Đây là một cái hãng xe của Ý các bác nhé. Đấy, có thương hiệu là Java Superma. Con này thì như các bác nhìn thấy là khung dẹp khí động học, thiết kế riêng dành cho những cái vận động viên đua, khung dẹp. Trên kênh của em đã từng bán qua chiếc này rồi. Đây, các bác có thể nhìn thấy cái tem này là do người dùng dán. Đây, Ultra E Ultra Line, tức là dẹp khí động học mà có trọng lượng nhẹ, bởi vì nó khung nó là carbon hết. Đây là dòng dành cho riêng cho thiết kế cho đường đua các bác nhé. Road bike là xe đua này. Đấy. Nước sơn thì rất là đẹp, size là ra size 50. Đây, frame size đây, ở đây có cái tem này nhỏ. Frame size, cái size của khung là 50. Dòng là dòng Superma, Java Superma. Em quay kỹ phần sơn cho các bác xem, sơn rất là đẹp, gần như là rất là mới luôn đấy, không có một cái vết xước nào luôn. Super quality frame, tức là chất lượng khung siêu tốt. Chim drive ở trên, tức là xích nếp là được thiết kế cho cái tốc độ cao, là Advanced Alloy Carbon, Carbon Alloy các bác nhé. Khung này thì nhẹ rồi, không khỏi phải nói. Thiết kế do khung dẹp, khí động học dành riêng cho đội đua. Về phần hình thức của xe thì yên này, đẹp các bác. Sơn này, tất cả rất là đẹp luôn. Sơn nguyên bản. Xe này đi ít. Đùi đĩa trục rỗng DK, chính hãng của hãng Java. Xe sử dụng bộ đề 105, gạt đĩa 105 và tay lắc 105. Là 7.000. Tay lắc 105. Càng carbon. Dynamic Airflow, tức là cái dòng chảy của khí. Bánh đi vòng hết các bác nhá. Bánh trước bánh sau đi vòng. Cối lổ. Sơn xe rất là đẹp. Và cho vào đo size và kiểm tra bộ phận chuyển động cho các xem nhé. Vâng, size của từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc liên là size 50 nhé các bác nhé. Như là trên khung đã đề, còn từ tâm cọc liên này đến tâm cổ cốt là 52 cm, 51-52 cm, size 50, đứng 50, ngang 51. Xe này thì phù hợp với các bác có chiều cao vào tầm khoảng từ 1m68 đổ lên 1m78, 1m68, 1m78 là đi phù hợp. Giờ sẽ vào đánh giá chi tiết chuyển động của chiếc xe. Vâng, một số bác hỏi, thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này, các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả.
để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Rồi, bây giờ em sẽ vào đánh chuyển số chi tiết cho các bác xem này. Xuống nít, lên nít. Xuống nít rồi. Rất mượt mà em các bác nhé. Đấy, lên đĩa xuống đĩa rất là mượt mà các bác nhé. Tất cả bánh là bánh bạc đạn, khối lổ bi vòng chính hãng DK của Java, carbon. Vòng Java Superma, khung carbon dẹp, khí động học siêu nhẹ. Và xe có giá bán bên em là 18.900.000, bao ship tận nhà cho các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm thì nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 43 để bên em tư vấn cụ thể. Ngoài ra các bác nhớ đăng ký kênh cũng ấn chuông để theo dõi các cái video xe khác em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác đã xem video.